Buổi tập thứ hai của đội Hà Nội Buffalo, các tuyển thủ đã quen dần với nhau. Tuyển thủ ngoại và tuyển thủ Việt kiều lần đầu thi đấu trong cùng một đội. Những tuyển thủ đại diện cho giới bóng rổ Hà Nội cùng với những tuyển thủ thuộc sự quản lý của đội phòng không không quân thường là đối thủ của nhau tại giải vô địch quốc gia. Họ là những thành viên của đội Hà Nội Buffalo sẽ thi đấu tại giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA sắp tới. Sự kết hợp này khiến lực lượng của đại diện miền Bắc được đánh giá khá cao. Huấn luyện viên trưởng của đội, ông Todd Purf, tỏ ra khá hài lòng với chất lượng của những người sẽ làm việc với mình trong thời gian tới. Họ rất tuyệt. Họ tới tập luyện một cách nghiêm túc và đã có sự chuẩn bị về thể lực. Họ luôn sẵn sàng lắng nghe và học hỏi. Tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn ở các cầu thủ. Với số lượng tuyển thủ lớn, chúng tôi có thể tập những bài đối kháng đủ đội hình. Tôi cho hơi nhiều bài tập một chút trong thời gian đầu, có thể sẽ gây khó khăn cho họ, nhưng sẽ có lợi ích về sau. Huấn luyện viên người Mỹ cho tập các bài tình huống nửa sân. Những bài tập chiến thuật thế này cần nhiều thời gian cho các tuyển thủ ghi nhớ và thực hành. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình hướng dẫn của huấn luyện viên trưởng, cùng sự giúp đỡ của những trợ lý, các cầu thủ cảm thấy không có vấn đề trong tiếp thu. Tôi vẫn còn phải học hỏi thêm về phong cách của huấn luyện viên, nhưng khi nhìn cách những miếng đánh được thể hiện, nếu có thêm thời gian, đội của chúng tôi hoàn toàn có thể vận hành hoàn hảo. Hà Nội Buffalo sẽ bắt đầu những trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới tại Đà Nẵng khi làm khách của Đà Nẵng Dragon vào ngày 27. Tiếp đó là trận đấu đầu tiên trên sân nhà Bách Khoa với thành phố Hồ Chí Minh City Wing vào ngày 31. Mùa giải mới sẽ chính thức bắt đầu khởi tranh từ ngày 6 tháng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6.